Giờ quất lại đi chết mấy cái này nè, mã vạch này, cái này nè, đó quay nguyên chất nè, đó. Nó ra luôn. Nó ra cà phê luôn 40.000. Thì mất đi đi chợ nó cầm cái điện thoại này theo là chất lượng luôn, cầm điện thoại này theo luôn, ngon lành luôn. Chỉ cần thấy một phát là ra mã vạch luôn. Đây mã vạch của này đó, cái này là gì, bánh Chico Pie của Hàn Quốc. Trà này có mã vạch không? Nói ra bánh chi của bài luôn, bánh chi của bài luôn, số không? Đề này không có. Rồi cái bánh này có mã vạch luôn nè, cái bánh tráng này, bánh tráng có mã vạch nè. Ghê, quét mã vạch nè, như này không có luôn. Bánh tráng chân thành, sao cái này ở chân thành luôn, tráng ngọc ánh luôn. Nhiêu tiền, nhiêu tiền không thấy. Cho nó sao hết đi, giá tốt hết đi. Thôi mẹ ơi, ai vậy? Alo. Hello. Đây.